Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tòa án Hồng Kông xét xử các bị cáo người Việt vì tội buôn bán thịt chó mèo. Ngày 9 tháng 8, VOA tiếng Việt cho hay, ba người Việt Nam nhận tội bán thịt chó mèo tại quán ăn không giấy phép ở Hồng Kông. VOA trích dẫn một hãng tin quốc tế cho biết, trong phiên xét xử tại Tòa án West Kowloon hôm 8 tháng 8, ba người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam đã nhận tội phục vụ các món ăn làm từ thịt chó mèo sau khi bị bắt tại một quán ăn không được cấp giấy phép ở Hồng Kông hồi đầu năm nay. Hình ảnh bản tin trên VOA. Ba người Việt đã điều hành một quán ăn bất hợp pháp tại một căn hộ chung cư ở Mongkok. Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ người và tịch thu hơn 35 kg thịt chó mèo được cho là bị buôn lậu vào Hồng Kông bằng đường thủy. Hãng tin quốc tế nói trên cho biết, chủ nhà hàng là ông Trần Quang Tân, 50 tuổi, cùng vợ là Lê Thị Oanh, 44 tuổi, và người phục vụ là Nguyễn Mạnh Đạt, 26 tuổi, là những người Việt Nam đã xin tị nạn sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào Hồng Kông. Cả ba đều thừa nhận đã bán những món ăn làm từ thịt chó và tiêu thụ một lượng thịt chó mèo đáng kể, cũng như thừa nhận đã làm việc bất hợp pháp tại Hồng Kông. Ông Tân bị cáo buộc điều hành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống mà không có giấy phép và đã nhận tội. Hãng tin quốc tế cũng ghi nhận bị cáo thứ tư là Trần Nhật Minh, con trai 16 tuổi của vợ chồng chủ quán, bị cáo buộc ba tội danh gồm bán và tiêu thụ thịt chó mèo, cũng như làm việc bất hợp pháp ở Hồng Kông. Tuy nhiên, người này không nhận tội. Hình ảnh tòa án West Kowloon ở Hồng Kông, nơi diễn ra phiên xét xử hôm 8 tháng 8. VOA cho biết, theo Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, Hồng Kông không cấp quyền tị nạn vì Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn năm 1951 không áp dụng cho thành phố này. Thay vào đó, thành phố cấp quyền không trục xuất để đảm bảo rằng những người xin tị nạn không bị trả về quốc gia nơi họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc tra tấn. Hồng Kông là nơi có nhiều thuyền nhân người Việt Nam đến sau chiến tranh Việt Nam. Hãng tin quốc tế dẫn hồ sơ công tố cho biết, bốn người Việt Nam nói trên đều đã nộp đơn xin không bị trục xuất khỏi Hồng Kông. Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn AFCD của Hồng Kông đã phát hiện ra hoạt động kinh doanh mờ ám tại phố Thượng Hải sau một chiến dịch truy quét ngày 8 tháng 2. Một nhân viên kiềm của Sở Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường đã đóng giả làm khách hàng, đặt đồ ăn mang đi có thịt chó từ nhà hàng này. Sau đó, các cơ quan nói trên đã phối hợp với cảnh sát đột kích vào căn hộ chung cư và phát hiện một lượng thịt động vật được cất giữ trong 34 túi vào ngày 29 tháng 2. Hình ảnh cửa hàng bán thịt chó mèo bị đóng cửa. VOA trích dẫn một nguồn tin quốc tế khác cho biết, vào đầu tháng 3, có 4 nam và một nữ mang quốc tịch Việt Nam bị bắt giữ. Sau khi nhóm điều tra kể trên phát hiện ra 35 kg thịt chó mèo cùng thực đơn bằng tiếng Việt tại một cơ sở trên phố Thượng Hải, cơ sở này đã hoạt động được khoảng 6 tháng và chỉ phục vụ cho cộng đồng người Việt ở Hồng Kông. VOA cũng cho biết, ban đầu, ông Tân khai báo với cảnh sát rằng ông mua thịt chó mèo từ các thủy thủ Việt Nam và quảng cáo các món ăn từ loại thịt này qua tài khoản Facebook của vợ ông. Thẩm phán Lee Chi-ho đã hoãn tuyên án cho đến khi kết thúc phiên tòa xét xử bị cáo Nhật Minh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9. Ba bị cáo đã nhận tội vẫn đang bị giam giữ, trong khi con trai của ông Tân do đang ở tuổi vị thành niên nên được gia hạn thời gian tại ngoại. Hãng tin quốc tế cho biết thêm, việc giết mổ và bán thịt chó mèo là bất hợp pháp ở Hồng Kông kể từ năm 1950. Những người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 6 tháng với mức phạt tối đa là 5.000 đô la Hồng Kông, tức là khoảng hơn 640 USD. Những hành vi như vậy cũng đã bị cấm ở Trung Quốc đại lục từ tháng 5 năm 2020. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tòa án Hồng Kông xét xử các bị cáo người Việt vì tội buôn bán thịt chó mèo. Tiếp tục đốt lò, nhất cử lưỡng tiện cho tân tổng bí thư. Ngày 9 tháng 8, luật sư Đặng Đình Mạnh viết trên Facebook cá nhân bài bình luận: việc đầu tiên của tân tổng bí thư, thay máu ban chấp hành trung ương đảng. Thời báo.d tóm lược và giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Khi vừa trở thành tân tổng bí thư, ông Tô Lâm khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không ngừng nghỉ, khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ông Tô Lâm sẽ tiếp tục công cuộc đốt lò là di sản của ông Nguyễn Phú Trọng. Đánh giá này là đúng nhưng chưa đầy đủ. Hình ảnh status trên Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh. Đúng, vì một mặt, ông Tô Lâm cần tiếp tục chống tham nhũng để khẳng định tính chính danh của người kế thừa ông Trọng.
Đồng thời, trước vấn nạn tham nhũng trầm kha như hiện nay, với tư cách là người đứng đầu, ông ấy không thể thoái thác trách nhiệm phải chống tham nhũng. Do đó, dù tâm ý thế nào thì về phương diện hình thức, ông Tô Lâm không thể tuyên bố ngừng hoặc giảm mức độ chống tham nhũng. Mặt khác, vị tân Tổng Bí Thư có món nợ cần phải thanh toán sạch sẽ. Tưởng nên nhắc lại dịp họp hội nghị Trung ương 9 vào trung tuần tháng 5 năm 2024, dù không muốn, ông Tô Lâm vẫn phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Thế nên, ông ấy cần có thuộc cấp thân tín để ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an để bảo đảm sinh mạng chính trị cho chính mình. Theo đó, ông đã đề cử Thứ trưởng Bộ Công an ông Lương Tam Quang để bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Vì chỉ có Ủy viên Bộ Chính trị thì mới được cử làm Bộ trưởng Bộ Công an. Thế nhưng, khi bỏ phiếu thì ông Lương Tam Quang không đủ số phiếu bầu để vào Bộ Chính trị. Buộc lòng Bộ Công an phải làm một việc vô tiền khoáng hậu là triệu tập Hội nghị Đảng ủy Trung ương Bộ Công an gồm lãnh đạo từ 63 tỉnh thành về họp tại Hà Nội để đề cử Thứ trưởng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an. Trước sự đã rồi, ông Trọng với cương vị là Tổng Bí Thư phải muối mặt chấp nhận gửi hồ sơ cho Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Bộ Công an cho ông Lương Tam Quang. Theo đó, ông Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản mà không phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Hình ảnh tân Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Sự việc đã qua, nhưng món nợ từ Hội nghị Trung ương 9 vẫn còn nguyên đó với ít nhất đa số ủy viên đã công khai ra mặt chống lại các yêu sách của Tô Lâm. Dĩ nhiên, món nợ nhục nhã này cần phải đòi thanh toán sạch sẽ. Do đó, khi đã đạt được tham vọng nắm giữ chức vụ Tổng Bí Thư, ông Tô Lâm có cơ hội để đòi thanh toán món nợ này đối với một số ủy viên Trung ương Đảng không ăn cánh, đồng thời thay máu nhân sự, để bảo đảm một ban chấp hành Trung ương Đảng gồm toàn cánh hậu, chấp nhận mọi chủ trương, chính sách của ông ấy đưa ra. Vì ông ấy không thể điều hành đảng suôn sẻ nếu có một ban chấp hành Trung ương với đa số ủy viên lúc nào cũng bác bỏ các yêu sách của Tổng Bí Thư. Thế nên, tiếp tục chống tham nhũng là phương cách để ông Tô Lâm thanh trừng và để thay máu trong nội bộ đảng. Việc này khá đơn giản bởi lẽ leo cao đến ủy viên Trung ương Đảng hầu hết đều dính chàm. Không bê bối tài chính thì cũng tham nhũng, việc thanh trừng chỉ còn là thời gian. Không chỉ thế, tiếp tục chính sách chống tham nhũng còn giúp khẳng định tính chính danh của Tô Lâm trong đảng và trước công chúng, thật là nhất cử lưỡng tiện. Bên cạnh đó còn phải tính đến số con nợ của Tô Lâm. Họ cũng không thể ngây thơ đến độ cứ ngồi yên chờ số phận đen đủi rớt xuống đầu mình. Tất cả họ đều xem Tô Lâm là kẻ thù. Khi có cơ hội trừ khử thì tại sao họ lại không ra tay? Cho nên chính trường xứ này sẽ không còn những ngày yên ả. Trái lại, vẫn còn tiếp tục nóng tanh mùi máu trong những ngày sắp tới là điều khó tránh khỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Tiếp tục đốt lò, nhất cử lưỡng tiện cho tân Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.